còn không phải là ác của mình mà là ác của anh Phong, một người đang đứng cái vị trí top 1 cường hóa ở server miền Trung. Và đây là kho đồ của anh ấy. Vâng, kho đồ sở hữu rất là nhiều những siêu phẩm đã ở lưng cấp lên cái đẳng cấp tối đa rồi. Và có lẽ là đã là game thủ tập kích thì có lẽ không ai mà không mơ ước được sở hữu những sở hữu cái kho đồ như thế này anh em ạ. Phải nói là rất là chất luôn. Đấy, sau cái gọi là những khẩu súng huyền thoại kỵ sĩ thì đây là những khẩu súng sự kiện. Đấy, khẩu súng sự kiện của anh ấy thì có những cái khẩu súng như thế này cũng rất là đầy đủ luôn, gần như là chả có sự kiện nào mà anh ấy không tham gia cả. Đấy, các bạn có thể thấy súng tốt súng tiếp, đây còn chưa nâng cấp hết đây anh em ạ. Nâng cấp hết nữa thì có lẽ là cái điểm số cường hóa của anh ấy còn lên nữa, nhưng mà đây là chắc là không đủ điểm cường hóa để nâng nữa rồi. Đấy, rất nhiều những khẩu súng chưa được nâng cấp hết, mặc dù là đã sở hữu rồi nhưng mà chưa nâng cấp hết anh em ạ. À đúng rồi, như vậy là điểm cường hóa của anh ấy chỉ còn có hơn 1 triệu thôi, nên là không thể nâng được thêm bất cứ thứ gì nữa. Rồi bây giờ thì mình sẽ show cho anh em cái kho ngọc rồi kho mảnh ghép. Đây, trước hết là kho mảnh ghép đã nhá. Ui dồi ôi, mỗi mảnh ghép mảnh nào cũng 200-300 mảnh thế này. Ui dồi ôi, nhìn trông nó tiếc thế à rồi. Holy Glide dư 85 phiếu, đá Fight Light 67 phiếu. Ui quá trời luôn. Ui ôi, Psycho Dragon 70 phiếu. Ui 132 136 phiếu. Vua Dragon. Ôi cái này mà thề luôn anh em ạ. Đây đúng là cái cảnh gọi là người ăn không hết mà người lần không ra. Vâng, dư quá nhiều mảnh ghép, quá kinh khủng. Rồi để sâu đến kho ngọc nào. Ui dồi ôi, kho ngọc nó cũng đau, nó cũng khiến cho mình đau tim không kém gì cái kho mảnh ghép cả. Đấy, chưa kể là ngọc của anh ấy còn đã ép được vào súng rồi. Đây, súng nào cũng ngọc vàng khứa khứa này, nhìn trông nó rất là kinh luôn. Rồi đấy là toàn bộ những thứ gì mà tài khoản của anh Phong với cái tên là TKO Just đang sở hữu. Rất kinh khủng. Đấy, bây giờ thì mình sẽ sâu đến nhân vật và đó là những gì mà có trong cái tài khoản top 1 của server miền Trung. Mình sẽ chỉ gọi là sâu nhanh như thế này để anh em có thể thấy được sự khủng khiếp của những gọi là tay chơi tập kích thôi. Đấy, anh em thấy sự khủng khiếp chưa? Quá kinh khủng luôn. Nhân vật quá đẹp. Và các bạn thấy sao về tài khoản này? Anh em có muốn sở hữu những cái tài khoản như thế này hay không? Thì hãy comment cho mình biết ý kiến các bạn ở phía dưới bình luận. Tới đây thì nhân cái gọi là tiện được mượn tài khoản của anh Phong review về kho đồ thì mình